mơ thấy trăng là điềm báo gì mơ thấy vầng trăng là điềm lành công việc được thịnh vượng gia đình được hạnh phúc ấm no mơ thấy trăng là điềm báo gì mơ thấy trăng biểu thị sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn trong khoảng thời gian một tháng mơ thấy trăng tròn điềm gia vận thịnh vượng mơ thấy trăng mới mọc điềm thắng lợi trong công việc mơ thấy trăng lưỡi liềm vào thượng tuần điềm báo ngập tràn hy vọng tối đêm qua bạn có nằm mộng thấy trăng là điềm báo mọi sự thay đổi sẽ theo xu hướng tốt đẹp dần trong nay mai nằm mộng thấy trăng khuyết thì sự nghiệp cũng như no ấm gia đình chỉ mới sắp sửa bắt đầu. Tương lai không xa bạn sẽ đạt được điều mong muốn, nằm mộng thấy trăng mới mọc lên là điềm thắng lợi trong công việc, xem thêm những giấc mơ thăng tiến báo hiệu đường quan lộ rộng mở, nằm mộng thấy trăng lặng là con cái bạn làm ăn phát đạt, chim bao thấy trăng nhưng mây đen ùn ùn kéo theo, bạn đang nạn. Bạn cần tìm phương pháp hóa giải nếu không bóng đen sẽ bao trùm, chim bao thấy ánh trăng ở dưới mặt nước, điều này ám chỉ mọi chuyện đến thật viễn vông mờ ảo bạn nên đề phòng mơ thấy trăng mọc sau núi là vận bạn bè chuyển tốt, khó khăn đều sẽ được quý nhân giúp đỡ ví dụ như bệnh viêm màng túi mơ thấy trăng mọc từ dưới mặt nước ngủ ý đường tài lộc thăng tiến, mỗi ngày đều có thu nhập bất ngờ nhưng bạn không được lãng phí mơ thấy trăng tròn mọc đằng đông dự báo vận trình chuyển tốt, lúc này cần sự nỗ lực gấp đôi của bạn mơ thấy ánh trăng đơn côi trên bầu trời là tình yêu bị trì trệ vì nhiều vấn đề phát sinh mà tranh chấp cãi cọ thường xuyên ngăn cách hai bạn mơ thấy ánh trăng tròn đầy phát sáng vàng vặt trên bầu trời biểu thị vạn sự như ý đặc biệt mặt tình yêu không còn cãi cọ không còn mâu thuẫn chim bao thấy trăng sáng tỏ cùng với sao nhiều điều này chứng tỏ bạn sẽ trở thành người thành công nổi tiếng vang dội bạn sẽ là người được tỏa sáng nhất giữa đám đông mơ thấy mặt trăng vào ban ngày biểu bị những xui rủi sắp xảy ra tốt nhất nên ở trong nhà tĩnh dưỡng mơ thấy mặt trăng trên cây thường cảm thấy tinh thần bất ổn bạn bè người yêu đều dễ dàng khiến bạn tức giận mơ thấy ánh trăng trên mặt nước ám chỉ các hoạt động nghỉ ngơi được tăng cao mơ thấy mặt trăng chiếu vào cửa sổ là điềm báo chuyện tình yêu có bước tiến triển mới nếu bạn chưa có bạn trai thì lúc này nhân cơ hội tốt để tìm đối tượng cho mình mơ thấy mặt trăng lặn phía tây cảnh báo chuyện tình yêu gặp nguy cơ xấu nếu bạn không xử lý tốt còn xảy ra chia ly nữa mơ thấy mình đi bộ dưới ánh trăng là trí tuệ đột nhiên được phát huy bạn có khả năng xử lý mọi việc thuận lợi và được tuyên dương. Mơ thấy trăng liên quan đến con số nào, căn cứ sổ mơ, nếu bạn chim bao thấy trăng chung chung thì có thể thử vận may với số 18 hoặc 28. Ngoài ra, với các giấc mơ tương tự bạn có thể tham khảo các con số gợi ý dưới đây, nằm mộng thấy thấy hai mặt trăng, 15, 44, ngủ mơ thấy 3 mặt trăng nên chọn con số 47, 91, chim bao thấy nhiều mặt trăng nên chọn số 55, 97 trong mơ thấy mặt trăng to, 73, 92, trong giấc mơ thấy mặt trăng màu đỏ, 23, 61, nằm mê thấy trăng màu xanh thì số may mắn sẽ là 12, 32, chim bao thấy mặt trăng máu, 59, 63, ngủ mê thấy mặt trăng rơi có thể chọn số 24, 31.